phương xa nhìn về quê hương đất nước ta sau 4.000 năm, ai nam quan nay không còn, hoàng trường xa nay không còn, mẹ Việt Nam. Trong chốn lao tù mẹ thương con thiêu cháy thân mình, mẹ Việt Nam đâu. Hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy biết đau nỗi đau người dân. Hai năm qua hoàng trường xa 1.000 năm dạt phương Bắc, quê hương mình rồi sẽ ra sao? Hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy nâng lên cháu con dòng tiền. Đừng thờ, đừng làm ngơ, chiều con tim cùng bước tới. Chúng ta là dòng giống lá cờ. Ngày hôm nay nhìn về quê hương đất nước ta sao lắm nhiều nhường, người yêu nước trong chốn lao tù mẹ thương con thiêu cháy thân mình, mẹ Việt Nam. Bạn cùng tôi nhìn về quê hương đất nước ta nay sẽ về đâu, người lầm than kẻ không nhà, người dân oan trên khắp mọi miền, mà Việt Nam. Hai năm qua hoàng trường xa 1.000 năm dạt phương Bắc, quê hương mình rồi sẽ ra sao? Hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy đứng lên cháu con dòng tiền. Đừng thờ, đừng làm ngơ, chiều con tim cùng bước tới. Chúng ta là dòng giống ta thơ. Đừng thở, đừng làm ngơ, chiều con tim cùng bước tới. Chúng ta là dòng giống lá cờ. Hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy đứng lên cháu con dòng tiền. Đừng thở, đừng làm ngơ, chiều con tim cùng bước tới. Chúng ta là dòng giống. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngơ chiều có